Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ qua, gió tại Vịnh Bắc Bộ đã quay dần sang hướng Đông Nam đến Nam và mạnh lên ở khoảng cấp 4, cấp 5. Trong khi đó, hầu khắp các vùng biển còn lại thuộc ngoài khơi của miền Trung và miền Nam cũng như hầu khắp khu vực biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió thổi dưới cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Dự báo trong 2 ngày tới, do ảnh hưởng của vùng áp thấp mở rộng hơn nên gió Nam tại Vịnh Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh hơn và khoảng chiều tối và đêm có thể đạt cấp 6 nên biển động và sóng cao từ 1,5 cho đến 2 mét. Sau đó, từ chiều tối và đêm ngày 4 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên gió tại Vịnh sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc đến Đông. Mặc dù cường độ không mạnh, nhưng gió trên Vịnh cũng chuyển hướng Đông Bắc ở khoảng cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc giật trên cấp 5. Ngoài ra, mưa rào và rông rải rác được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày 5 tháng 5. Trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi có gió đông nam đến nam ổn định trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, phổ biến chỉ ở khoảng mức cấp 4 nên tình trạng biển vẫn bình thường. Các vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan, khu vực giữa đến Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, trong 2 đến 3 ngày sắp tới thì gió tiếp tục thổi yếu nên tình trạng biển bình thường, thời tiết cũng không có biến động đặc biệt. Mưa xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ dự báo trong hai ngày tới gió có khả năng hoạt động mạnh lên ở mức là cấp 6 vào lúc chiều tối và đêm nên tình trạng biển động hơn. Tuy nhiên, ban ngày thì giảm xuống khoảng cấp 5. Ngoài ra, trong khoảng chiều tối và đêm ngày 4 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc, gió tại đây sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5. Ngoài ra, mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi nên sẽ gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió thổi phổ biến chỉ ở khoảng là cấp 5, về đêm có lúc giật trên cấp 5. Sau đó, từ tối và đêm ngày 4 tháng 5, thì gió tại đây cũng chuyển dần sang hướng Đông Bắc đến Đông, nhưng giữ cường độ trung bình. Tuy cường độ gió không mạnh như các vùng biển phía Bắc, nhưng những sự thay đổi về hướng gió cũng khiến các tàu thuyền nhỏ đang hoạt động trên vịnh gặp nhiều khó khăn. Chủ các tàu thuyền nên lưu ý và hết sức cẩn trọng. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, trong 2 đến 3 ngày tới, gió sẽ thịnh hành hướng Đông Nam đến Nam với cường độ yếu, mạnh nhất cũng chỉ ở khoảng mức cấp 4, tình trạng biển bình thường và thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai và kéo dài đến ngày 4 tháng 5, gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Đông Nam thổi yếu, sóng thấp, thời tiết và tình trạng biển ổn định nên bà con có thể tiến hành hoạt động đánh bắt gần và xa bờ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo dự báo trong thời đoạn 3 ngày sắp tới, gió tại đây phổ biến có hướng đông nam đến đông với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển ổn định. Mưa xuất hiện tháng qua ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn. Tầm nhìn thông thoáng nên cũng rất thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu, dự báo trong đêm nay, ngày mai cũng như là hai ngày kế tiếp, gió tại đây phổ biến có cường độ yếu, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra, tầm nhìn xa luôn trên 10 km và ủng hộ cho hoạt động hàng hải. Vịnh Thái Lan, dự báo trong 3 ngày tới, gió thổi yếu, sóng thấp và tình trạng biển bình thường, mưa rông chủ yếu xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 2 đến 3 ngày tới gió sẽ tiếp tục thổi đều theo hướng đông nam đến nam ở khoảng mức cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Sau đó từ đêm ngày mùng 4 sang ngày mùng 5 tháng 5, gió sẽ quay dần sang hướng đông bắc đến đông nhưng cường độ mạnh nhất cũng chỉ ở khoảng cấp 4 nên nhìn chung ít gây trở ngại đến hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Thưa quý vị, khu vực giữa biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai cho đến 2 ngày kế tiếp, gió tiếp tục thổi theo hướng đông nam nhưng phổ biến có cường độ yếu, thời tiết và tình trạng biển không có nhiều biến đổi nên bà con ngư dân có thể yên tâm tiến hành hoạt động đánh bắt xa bờ trong những ngày sắp tới. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Sông Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai cũng như hai ngày kế tiếp, gió đông nam đến đông trên khu vực tiếp tục chỉ hoạt động với cường độ mạnh khoảng cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển bình thường, thời tiết ít mưa và tầm nhìn tốt nên ủng hộ cho hoạt động hàng hải và cuộc sống sinh hoạt của bà con trên các huyện đảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!